Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Alpha 9, let's go. Alpha Legion. Đây là một tựa game đua xe 3D rất là hay và hot trong những tháng vừa qua. Tựa game này thì nó hơi lặng một chút, cho nên các khi các bạn vào game thì nó phải đợi một chút nha. Let's go. Ok. Let's go. Go. Wow, một xe mới luôn. Mình sẽ thử đua thử xe mới xem thế nào. Ok. Chưa đua được. Let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang game thứ hai. Let's go. I fight Ishim. Yeah.
Wow. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tiếng thứ ba, Low Slim. This for speed no name. Let's go. Đây là một trong những 8 tựa game đua xe rất là hay và hot trong game iPad này. Ok, let's go. Wow, rất đẹp luôn. Okay, let's go. Let's go. Rồi mình sẽ đi thẳng đường này. Ok, let's go. Đường này rất nhiều khúc quanh. Wow. Ok, let's go.
Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Risking. Let's go. Ok, mình sẽ đua lại thôi. Không thể thua được. Let's go. Max. Ok, let's go. Let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tiếp theo. Let's go. Tựa game này hơi lọng một chút cho nên nó lát hơi chậm. Các bạn phải chờ một chút nha. Refreshing bar.
Wow, xe nó rất là nhanh luôn. Không biết là nâng cấp cái gì mà nhanh vậy. Xe làm sao? Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ 6. Fast 8. Let's go. Okay, let's go. Let's go. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Driving school, car parking. Play. Ok, mình vẫn chưa đầu tiên. Đây là một tựa game mình mới download về và mình thấy cũng rất là hay luôn. Và bây giờ thì các bạn cùng mình xem thử xem như thế nào nhá. Let's go. Mình sẽ đi theo hướng dẫn của game này. Yeah.
let's go. Rất là hay luôn. Let's go. Nó là đỏ rồi. Không biết người ta phải dừng không? Để mạng không? Để xanh, ok, let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Stop rushing. Let's go. Rất là hoành tráng luôn. Sẽ chặn không cho xe nào đi qua. Oh my gosh. Không sao. Let's go. Ok, let's go. Wow, wow, ok. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây, hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.